Dạ anh đang bị đuối nước ở quê. Để thăm em đâu, anh bị đuối nước. Giờ anh mất ngày hôm qua lúc 5 giờ chiều à. Tối ngày 16 tháng 2, dàn nghệ sĩ và khán giả vô cùng bàng hoàng khi biết tin diễn viên Hải Đăng đột ngột qua đời vì bị đuối nước, hướng dương 35 tuổi. Bạn gái chia sẻ rằng, nam diễn viên qua đời lúc 17 giờ ngày 16 tháng 2. Hiện tại, thi hài đang được đưa về thành phố Hồ Chí Minh để lo hậu sự. Trước khi bị đuối nước, diễn viên Hải Đăng đã đăng tải lên Facebook cá nhân hình ảnh cùng bạn gái chuẩn bị đi tắm biển. Bạn gái Hải Đăng nghẹn ngào tiết lộ, 10 ngày trước đó nam diễn viên đã cầu hôn cô sau 2 năm hẹn hò. Hải Đăng, tên đầy đủ là Nguyễn Hải Đăng, sinh năm 1986, tốt nghiệp lớp K14 trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Anh từng có thời gian hoạt động trong nhóm nhạc Rainbow Boy, sau đó chuyển sang lĩnh vực diễn xuất. Hải Đăng từng góp mặt trong một số bộ phim như Ra Diên Anh Cưới Em, Thám Tử Tình Yêu, Thiên Khúc Đoàn Viên, vân vân.